và các bạn, xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất. Đây được coi là đòn bẩy hữu hiệu giúp các doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa và mở rộng thị trường. Trong tháng 10 này, tỉnh đã tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm quy tụ các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu vùng miền của 24 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ Quảng Nam xa xôi đến với Cao Bằng lần này, chị Cao Thị Hằng cùng với 6 chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP đặc trưng đã trưng bày, giới thiệu quảng bá đến người tiêu dùng các mặt hàng tiêu biểu như rượu Sim Cao Hoàng, bánh dừa Quý Thầu, trầm hương Phượng Hoàng, nước cốt chanh Hồng Vân cùng nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác. Các mặt hàng được có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và mua sắm của người tiêu dùng. Ngoài trưng bày sản phẩm, chủ thể sản xuất còn giúp khách hàng nắm được quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu chế biến, khâu bảo quản sản phẩm, các tính năng, công dụng và cách dùng sản phẩm. Tỉnh Cao Bằng mời thì chúng tôi đây rất là nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương Quảng Nam ra để quảng bá với các bạn lân cận để mọi người biết đến. Và cái mong muốn của tôi là được kết nối giao thương với nhiều người biết đến để quảng bá rộng ra để cho mọi người biết đến và tiêu dùng. Thì sắp tới là vào dịp Tết thì mình mong muốn là để người ta biết đến cái chất lượng, cái sản phẩm đạt cái chứng chỉ là 3 sao của mình, là để người ta dùng vô những dịp là quà Tết, là để làm quà biếu Tết, là một cái sản phẩm cũng rất là ý nghĩa trong cái dịp Tết nguyên đáng sắp đến. Thì cũng mong là muốn là cái khối giao thương rộng rãi với tỉnh Cao Bằng với các tỉnh lân cận khác. Tham gia hội chợ, anh Nguyễn Tiến Mạnh, tỉnh Lào Cai đã mang đến 10 sản phẩm OCOP tiêu biểu đặc trưng vùng núi Tây Bắc như trà cà gai leo, viên cà gai leo, cao hoa đu đủ đực, cao lá gan, tinh bột nghệ, các loại thịt trâu, bò, lợn sấy khô cùng nhiều loại gia vị dùng cho chế biến thực phẩm. Các sản phẩm được sản xuất, đóng gói theo đúng quy trình, trọng lượng, kích thước bao bì đa dạng, giá thành từ 100 đến 300 nghìn đồng một sản phẩm. Khi tham gia chương trình, đơn vị đã chuẩn bị tốt về nguồn hàng, đảm bảo số lượng và chất lượng, tiến hành giao thương, ký kết với một số chủ sản xuất để đưa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi là được Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cử đại diện xuống đây là hai hợp tác xã. Một là hợp tác xã nông sản dược liệu Mạnh Hương và hợp tác xã thực phẩm sạch Gia Phú Bảo Thắng Lào Cai. Vâng, chúng tôi có mang 10 sản phẩm OCOP của hai hợp tác xã và các sản phẩm đặc hữu, đặc thù và sản phẩm an toàn của tỉnh và các hợp tác xã khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai mang về đây để giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến với lại người tiêu dùng của tỉnh Cao Bằng. Và cũng mong muốn là các người dân của tỉnh Cao Bằng được sử dụng những sản phẩm an toàn và đón nhận những gì tinh túy nhất của các hợp tác xã đã sản xuất và chế biến ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đã đạt 3 sao OCOP và 4 sao OCOP cho các sản phẩm đặc trưng và đặc hữu của tỉnh Lào Cai. Đại diện cho vùng đất cố đô Hoa Lư, các chủ thể sản xuất của tỉnh Ninh Bình tham gia hội chợ với sản phẩm cơm cháy nổi tiếng đạt OCOP 4 sao và 40 sản phẩm trà, các loại hạt dinh dưỡng, dược liệu chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Riêng cơm cháy thương hiệu Như Quỳnh, trung bình sản xuất 100 tấn một năm, cung cấp cho thị trường miền Bắc và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Đặc trưng của sản phẩm của Ninh Bình đấy là cái thương hiệu cơm cháy
cơm cháy là đặc sản của Ninh Bình. Đấy, mà Như Quỳnh là cái thương hiệu, là một trong những thương hiệu là đạt cái sản phẩm ô cốp 4 sao. Đấy, lần này đến với lại hội chợ thương mại của Cao Bằng, muốn là đưa cái sản phẩm này, là thúc đẩy cho cái sản phẩm này để lan tỏa rộng tới tất cả các cái khách hàng tại tỉnh Cao Bằng, cũng như là lan tỏa tới tất cả người dân để biết tới cái sản phẩm, là cho nó đưa mở rộng cái sản phẩm du lịch của Ninh Bình ra. Sản phẩm thì em muốn là đưa tới tay người tiêu dùng cái sản phẩm tốt nhất, là cái sản phẩm đã được các cơ quan chức năng chứng nhận là cái sản phẩm là ô cốp. Với cái ô cốp này, cái sản phẩm là đặc sản cơm cháy, bây giờ nó cũng có rất là nhiều thương hiệu nó bị nhãi cái sản phẩm của Ninh Bình, làm ảnh hưởng tới cái uy tín và cái chất lượng. Cho nên là cũng mong muốn là khi người tiêu dùng tham gia mua sản phẩm thì cũng đọc rõ cái tiêu chí là cái sản phẩm sản xuất tại Ninh Bình. Đấy, và cái chất lượng đã được công bố, của nhà nước được công bố chứng nhận, chứ không tránh nhầm lẫn là cái hàng nhái hàng giả trên thị trường. Đến tham dự cái hội chợ triển hội chợ Cao Bằng, ô cốp Cao Bằng năm 2023, rất là cảm ơn các đồng chí đã bố trí tạo cái không gian cũng như các cái gian hàng rất là đẹp mắt, để cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cái chủ thể của chúng tôi là được giới thiệu cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng tại Cao Bằng, cũng như là quảng bá thêm cái mở rộng cái sản phẩm của chúng tôi ra cho các bạn ở trên này biết được là cái sản phẩm nó lan tỏa. Rất là cảm ơn các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để có cái sự hợp tác giữa các cái đơn vị trong các tỉnh với nhau. Hội chợ xúc tiến thương mại năm 2023 có 246 gian hàng của các chủ thể doanh nghiệp hợp tác xã đến từ 24 tỉnh thành phố, trong đó có 126 gian hàng ô cốp và 120 gian hàng thương mại ẩm thực. Tỉnh Cao Bằng có 42 gian hàng của các huyện thành phố, liên minh hợp tác xã và trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh. Các mặt hàng trưng bày đa dạng, phong phú, mẫu mã bao bì thiết kế bắt mắt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Hội chợ ô cốp lần này, hàng nông sản chiếm ưu thế, quy mô hàng hóa dồi dào, sức tiêu thụ mạnh. Điều đó dần khẳng định sản phẩm ô cốp đang tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm ô cốp địa phương, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất trong và ngoài tỉnh có dịp giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm hàng hóa nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tại hội chợ đã diễn ra ký kết hợp tác kết nối giao thương sản phẩm ô cốp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, các chủ thể sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Cao Bằng với các tỉnh, thành phố. Bên cạnh các sản phẩm ô cốp đạt 3 sao, 4 sao, hội chợ còn có nhiều sản phẩm tiềm năng, thế mạnh đang trong quá trình xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá trên thị trường. Nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng về lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, có lợi cho sức khỏe, ít chất béo nhưng vẫn đảm bảo về dinh dưỡng. Một số cơ sở của tỉnh đã sản xuất chế biến các sản phẩm từ hạt mè đen, cạo lứt, đỗ đen, óc chó, hạt điều, yến mạch, mắc ca với nhiều mẫu mã đa dạng, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Tôi thấy hội chợ xúc tiến thương mại ô cốp năm nay thì được tổ chức với cái một quy mô rất là lớn, thu hút được rất là nhiều các tỉnh thành tham dự và giới thiệu những cái sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền. Thì là bản thân hộ kinh doanh cơ sở sản xuất của chúng tôi thì là cũng tham gia hội chợ thương mại lần này, thì cũng với các cái sản phẩm, với những các sản phẩm có lợi cho sức khỏe và hiện nay cũng đang được rất là nhiều người quan tâm, và tôi cũng mong muốn rằng là để nhiều người dân biết đến hơn về các loại sản phẩm dinh dưỡng từ hạt, để mọi người biết đến các mặt hàng dinh dưỡng, các loại sản phẩm dinh dưỡng từ hạt của sản phẩm của cơ sở sản xuất Lãnh Dung. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn tỉnh có 97 sản phẩm ô cốp, trong đó 9 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 88 sản phẩm đạt 3 sao thuộc 5 nhóm sản phẩm, gồm 77 sản phẩm nhóm thực phẩm, 10 sản phẩm nhóm đồ uống, 3 sản phẩm nhóm dược liệu, 4 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ, 3 sản phẩm nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.
có 67 chủ thể sản xuất, trong đó 22 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác, 14 doanh nghiệp, 30 hộ sản xuất kinh doanh. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Hà Quảng thì cũng có khá nhiều cái sản phẩm tiềm năng để thực hiện, tham gia vào thực hiện cái chương trình mỗi tháng một sản phẩm ô cốp. Ví dụ như lạc đỏ bản địa, thịt lợn đen để chế biến ra các sản phẩm như lạp sườn, thịt lợn hun khói, và một số cái tiềm năng về ngành du lịch nông thôn gắn với lại nông nghiệp. Trên cơ sở đó thì để phát triển cái chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Hà Quảng, thì bên phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn thì là đơn vị tham mưu chính cho bên ủy ban nhân dân huyện về cái chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp này. Thì chính vì vậy thì phòng nông nghiệp cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện về một số cái nội dung để thực hiện tốt cái chương trình trên địa bàn huyện, như là thứ nhất là cái công tác truyền thông, tuyên truyền đến cho người dân cũng như các tổ chức cá nhân, các chủ thể có tiềm năng, có các tiềm năng, các sản phẩm để phát triển sản phẩm thành ô cốp trên địa bàn huyện. Thứ hai nữa là tăng cường sự lãnh đạo và sự phối kết hợp giữa các phòng ban ngành đoàn thể, đặc biệt là phối hợp với ủy ban nhân dân các xã để thực hiện tốt cái chương trình này trên địa bàn. Tham gia tích cực vào chương trình mỗi xã một sản phẩm, các huyện thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lựa chọn sản phẩm tiềm năng, đặc trưng, đặc hữu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất về xây dựng nhãn mác, thiết kế bao bì, giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm, đầu tư về công nghệ, máy móc, tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường, quy hoạch vùng sản xuất, liên kết trong thu mua, bao tiêu sản phẩm. Để chương trình ô cốp của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh phát triển, các cấp, ngành cần đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho các chủ thể, đơn vị phân phối, người tiêu dùng, định hướng phát triển các sản phẩm ô cốp chủ lực, sản phẩm chất lượng cao, sản xuất và tiêu thụ ổn định, bền vững. Trọng tâm là hỗ trợ chủ thể đầu tư chế biến sâu theo chuỗi liên kết gắn với quảng bá sản phẩm trên thị trường, chuẩn hóa và phát triển sản phẩm ô cốp theo chuỗi giá trị, triển khai mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ưu tiên vốn, hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển, nâng cao giá trị cho sản phẩm ô cốp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tăng cường quản lý giám sát quy trình sản xuất, chế biến, xây dựng các điểm trưng bày và bán sản phẩm ô cốp, nông sản, đặc sản vùng miền, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong việc kết nối tiêu thụ, đưa sản phẩm ô cốp ra thị trường, tạo động lực để các chủ thể đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng hệ thống phân phối, bán hàng, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Chú trọng phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương. Tỉnh phấn đấu mỗi năm có trên 30 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao trở lên, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận. Chuyên mục Nông nghiệp Nông dân Nông thôn tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.